kỳ quá vậy ta? Sao giờ này mà anh của bạn gái mình chưa ra nữa? Chắc là ông tức khuya quá. Ê, anh Tránh ra. Cái gì? Em phụ dọn anh mà. Không có ai mượn hết, Tránh ra giùm tôi. Anh không mượn nhưng mà em thích Phi, em sẽ ra em dọn. Không mượn đi, Tránh ra đi. Cái chỗ này là không mượn. Mày là mua đồ lắm, mày mua đồ là muốn chiếm cái vườn rau này xong mày chiếm luôn em gái tao đúng không? Mày là cái thứ người xấu, tao không bao giờ tao muốn mày. Mày đi ra giùm tao đi. Em phải phụ anh, em không thể để cho anh cực khổ không, được. Không, tao không muốn mày đi đừng ra giùm tao đi. Em tao phụ anh mà, anh ơi. Làm ơn Tránh ra đi, mày đừng có kéo cưa lừa xẻ cái tao. Tao không muốn làm ơn đi, đi ra. Tôi có làm phiền đội trẻ không ạ? Đi ra, thấy chưa? Người ta hiểu lầm rồi, thấy chưa? Không có đâu anh ơi. Đuổi nó đi, nó không đi á thì nhây như lá bực bội lắm. Mình bán rau đúng không? Bán rau chứ, bán rau mua rau hả? À, đúng rồi, mua trời rau. Trời ơi, ra chợ là một trời ơi, rau này tươi lắm anh, tao nói rau mới lấy về luôn á. Hả? Cái gì lấy gì vậy? Cái này hả? À? Này củ hành. À, còn cái này? Cái này rau mồng tơi. Này này là cà bắp, này bắp cải, này rau muống, này cà bạch xanh, này dưa leo, này cà rốt, này cà chua, này khoai lang. Này tội nhét vô hồng cho mày chết này luôn. Vừa vãi vãi thôi. Làm gì đâu rồi mua gì là nói chứ rồi làm gì mà. Ủa thì người ta không biết người ta mới hỏi. Rồi giờ có cuối cùng có mua không? Lấy cho tôi 100 gram rau mồng tơi. 100 gram luôn hả? 150 gram rau muống. 100 gram mồng tơi. Mồng tơi đâu có 100 gram đúng không? 100 gram nha. Đó. Cưng quá cưng luôn. Trời ơi, lên nó giật lên 3.7 tới 7.8 luôn nè, nó giật lên giật xuống nè đó. Rồi lấy thêm gì nữa? Lấy gì nữa? Lấy cho tôi trái cà chua này nè. Lấy trái cà chua hả? Trái cà chua hả? Rồi lấy gì nữa không nè? Lấy cho 3 tép tỏi. Ba tép tỏi. Ba mua có 3 tép hả? Lột vỏ ra. Lột tỏi đâu? Lột tỏi cay mắt lắm, về nhà mà tôi kêu ba má mày lột đi. Rồi ok, rồi thêm ủa anh cái gì nữa? Anh làm cực quá. Rồi lấy một nửa ký khoai lang luôn. Nửa ký. Rồi khoai lang hả? Trời lấy giùm ký khoai lang coi. Chứ cái này cải bày xanh. Hả? Ủa mua cà rốt hả? Khoai lang. Khoai lang mà kêu lấy khoai lang đi lấy cà rốt. Ngu dễ sợ ngu rồi đây nè. Anh đây anh ơi. Này dưa leo. Nhỏ má mày đẻ mày ra dạy mày ông này dưa leo. Dưa leo nha. Ôi vậy cái thứ gì mù loà không có thấy gì hết á. Anh ơi lẹ đi. Khoai lang là cái này đây nè. Khoai lang đây nè. Bây giờ tôi cân cho anh là nửa ký nè phải không? Cân nè đó 7.2 củ này 7.2 nè lấy ra là đó là nửa ký. Ok. Thì ra là anh mù. Anh không giúp anh ta được. Mà người ta chửi anh như vậy. Thứ sống như gì? Rồi xong chưa? Lẹ đi anh ơi, cưng cho tôi nè. Rồi xong rồi nè. Rồi. Rồi. Đây. Đây. Gì vậy? Gì diễn lố với má chưa cầm vô mà nó hất ra xa luôn. Vậy sao mà nhẹ như vậy anh? Đâu? Cái tôi gì? Mua nửa ký mà. Anh nói gì chứ do anh mập, anh thấy nó nhẹ. À không, anh đô con lực lượng anh thấy nó nhẹ chứ cân đủ. Cái này là bao nhiêu? 17.8 kg. Tôi mua có nửa ký bán 17.8 kg. Trời ơi, tặng luôn á chứ trời. Trời sang dữ hả? Trời. Rồi. Rồi. Trời ơi, nó trả tiền đô luôn nè trời. Trả gì mà đừng nha. Tiền biết thấu sao. Cái này đầy đủ rồi đúng không? Cho luôn á, đầy đủ rồi, thề thiệt luôn á. Đi à. Cái bài nha. Anh trai rau. Cái gì? Em xin lỗi anh, em hứa từ ngày mai em sẽ về em học. Em biết được cái nào là trái khoai lang, trái nào là củ cà rốt, em sẽ không bóc lộn nữa. Mày là mày rất là phá, tao đã nói rồi, làm ơn để cho tao bán đi, yên ổn đi. Em không muốn anh cực, em phải phụ anh. Nhưng mà mày phụ tao cực hơn, mày làm ơn mày đừng có phụ người ta. Bây giờ mày muốn phụ đúng không? Dạ. Ok, bây giờ tao mệt quá nào, đi ra mua cho tao ly nước đi. Mà phải cái nước nào mà mắc tiền nhất nha. Dạ, em như hiểu rồi. Trà sữa chân châu đường đen gì đó đó, tụi nhỏ nó uống đó. Em hiểu rồi, em chào anh trai rau em đi. Ok, ok. Mệt à. Đó là bưng ra là thiếu đồ, thiếu đạt. Thiếu gì đâu, không nhớ. Thằng bán rau đâu rồi? Thằng bán rau đâu rồi? Thì ra là anh mù. Anh không giúp anh ta được. Có ai ở đây không vậy? Có ai ở đây không? Sao nghe tiếng mà không thấy người gì hết vậy? Thì ra là anh mù hồi sáng hả? Anh đi đâu? Lanh quanh đi đây. Tôi không thấy đường về. Ở đây, tôi dẫn anh đi về đường nhà. Hả? Đi. Rồi bước lên. Bước đâu? Đó, bước lên. Hình như đi lên cái gì hả? Bậc thang đó, đi lên. Rồi, lùi lại. Rồi, đó. Trời rồi. Cái gì vậy? Cảm ơn anh nha. Anh ngồi xuống đi. Mình nói chuyện. Ủa anh ơi, cho tôi hỏi thằng chủ bán rau ở đây đâu rồi anh? Không biết nữa mà anh là ai vậy? Tôi là cái người hồi sáng mua rau nè.
Ồ, anh mua hồi sáng này là tôi lấy củ khoai lang cho anh đó đúng không? Đúng rồi. Anh lấy lộn á nhớ không? Bây giờ anh quay lại anh mua đâu nữa hả? Không có, tôi kiếm thằng chủ, tôi lát nó. Sao vậy? Tôi phải lát nó, tại vì nó bán đồ gian lận quá. Ôi trời ơi, bán gian lận vậy là không chấp nhận được đúng nha. Đúng rồi. Thôi bây giờ để tôi dẫn anh đi kiếm ảnh. Đi. Ủa anh mụn sao dẫn? Đi, nhưng mà tôi biết ảnh ở đâu, tôi quen ảnh mà. Vậy hả? Đi. Đi. Trời, rau ai bán mà để bừa bãi bừa bộn vô công. Rau tôi. Thằng kia. Mày đúng không? Mày là cái đứa phá nát vườn rau của tao đúng không? À bây giờ mày ăn không được mày phá cho hôi đúng không? Mày bây giờ tóm lại là mày không thích em gái tao được, mày không phụ tao được, cho nên mày ra mày phá vườn rau của tao phải không? Nè, cái này là cả gia tài tài sản của tao, mày nhắm mày đền có nổi không? Bây giờ mày biết cái này bao nhiêu không? Bây giờ tao nói cho mày nghe, nếu mà mày không đền, bây giờ mày tao chốt một lời đây, im đi, những con khỉ không được hú này đây. Em không có làm. Rồi tao đừng nói cho mày nghe, mày không có làm mà ok. Đó nè, đây con dao này mày cầm dao đi. Mày cầm con dao lên, Chính đây mày cầm con dao này mày làm chứ không một ai khác cả. Người ta mù mà sao người ta làm được? Mù gì nó mù nào, ai nói mày nó mù? Mù mà. Mù nào? Nè đâu, em đâu mù đâu. Cái gì? Em đâu mù. Không mù hả? Tại thấy anh cầm dao chặt ghê quá em sợ em giả mù. Đó, bởi vậy tao nói mày giả mù, mày thêm cái chuyện mày giả mù nữa. Rõ ràng là mày xạo, mày rất xạo luôn. Ở đi, im đi. Tao làm á. Chà, chửi lớn quá chưa. Chà sao? Làm hả? Tao làm á. Ủa sao tự nhiên anh làm vậy? Tại sao hả? Tại vì mày bán gian lận cho tao. À. Ừ, tao mua có nửa ký mà mày bán có 200 gram thôi. Đâu, mua nửa ký bán tới 17 ký 8 mà nói gì trời. Bình đau. Cưng đi. Cưng hả? Trời ơi, chơi rau 17 ký lần cái đâu mà. Rau ha. Cưng bịch rau. Đè. Đó, mù. Trời. Lấy đây coi nhìn làm chứng ra coi. Không có mù nha anh. Mù sao thấy được. Trời, đó. Trời ơi, đúng rồi anh ơi, không đủ ký cho người ta rồi. Đó. Tại sao vậy? Tại sao lại làm ăn gian dối vậy hả? Dạ thì đó, em kiếm chút lời thôi. Ông có biết gì cái chút lời của ông mà phải ly lừa đảo tôi như vậy? Là ông làm ăn thức đức lắm không? Không biết luôn. Tình trạng cân điêu, bán thiếu luôn xảy ra khắp mọi nơi. Nhiều chủ hàng lợi dụng khách hàng là nam giới hoặc những người không rành việc chợ búa để gian lận trong khi bán hàng. Đây là hành động cần phải lên án. Lợi nhuận cao là thứ chủ hàng nào cũng muốn, nhưng đừng vì ham lời mà cân thiếu lượng hàng hóa bán cho khách hàng. Đây là hành động gian thương, nếu bị phát hiện sẽ bị pháp luật xử phạt. Là người bán hàng, hãy đảm bảo chất lượng sản phẩm cho mỗi khách hàng. Đừng tham lam vài đồng bạc lẻ mà đánh mất uy tín và cả khách hàng của mình. Làm ăn gian dối chỉ có được cái lợi trước mắt, không may bị phát hiện lại mang tiếng gian thương, bị khách hàng tránh xa. Vì vậy, hãy là người bán hàng có văn minh, đừng cân gian cân thiếu nữa nhé. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn vài mẹo nhỏ để phát hiện gian lận và tránh bị cân thiếu. Cách 1. Kiểm tra kim cân. Nếu kim lệch, bạn nên yêu cầu chỉnh lại. Cách 2. Bạn có thể sử dụng chai nước 500ml tương đương với lại 0,5kg để cân đối chứng. Dựa vào trọng lượng chai nước mà có thể biết cân của người bán hàng sai lệch bao nhiêu gram. Cách 3. Cân sẵn một đồ vật thường mang theo người để khi cần dùng là vật đối chiếu so sánh. Cách của anh thật là hay thiệt luôn á. Nhờ anh như vậy á, mai mốt á tôi không có bị mà mấy người khác mà lừa dối nữa. Đúng, anh cứ tin tưởng vào cách này của tôi và anh áp dụng khi mà đi mua đồ là sẽ an tâm. Ôi hay quá, mấy cách này không công nhận nhầy hay ghê. Ủa, vậy có cách nào mà thí dụ mình cân lạng mà thành ký 7 không? Thì anh bây giờ anh còn không bỏ cái tật nữa hả? Được rồi, em sẽ đi mét vợ anh. Ê, đừng mét bà chửi tao chết đó bà dữ ơi. Ê, cái gì mà ấy? Trả tiền đây. Trả tiền luôn hả? Trả chứ sao? Trời. Ăn gian mà không trả tiền. Rồi lấy rau không? Lấy, vừa lấy ra rau vừa lấy tiền luôn. Trời ơi, nãy đưa nhiêu vậy? 400 đô. 400 đô. Chu cha, đây trả lại 400 đô. Rồi đó, coi như là đời hết chuyện rồi nha. Rút kinh nghiệm à. Cái tiền đó chết đốt xài mới được nha. Đó ngoan. Ê, mày đóng dao tay trả tiền. Ê, bây giờ anh lấy cái lưỡi dao này đi, anh kiểm tra đi, nó đâu có cái dấu vân rau anh trên cái lưỡi dao đâu. Cái vân rau trên cái lưỡi tay, cái lưỡi vân cao không hiểu gì cả. Không, cái vân tay, nói chung tay là, này. Nếu không phải mày làm thì ai làm? Này làm nè. Trời, mày đứng mày cười ngoài đi.
Em mới nói nó mù nữa cái đã. Ừ. Ủa gì? Rồi nói đi.